Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Mình là Vinh Thủy ạ. Thì mà tôi sẽ thử thách anh em ở đây là đánh cầu lông đủ tháp đấy các bạn nhé. Thì mỗi người 5 nhịp đánh, ai đủ nhiều nhất là người chiến thắng thì nhận được phần thưởng của tôi 500k. Cho cầu lông này trong đây tôi thì lại gần mỗi anh côn nữa các bạn ạ. Nhưng mà với anh côn đần, anh côn bận đấy thì không ăn thua các bạn. Tôi hạ trong một nốt nhạc. 5 lần đánh của tôi sẽ đánh dụng bằng hết 15 cái cốc ở đây nhá. Tháp cốc đây là 5, 4, 3, 2, 1 là tổng cộng 15 cái. Thì 5 lần đánh của tôi, mục tiêu của tôi là đổ hết nhá. Thì hôm nay tôi sẽ lấy 500k của Vinh thì nẻ. Dù tôi ít chơi thể thao nhưng mà tôi rất có năng khiếu về thể thao, nên là tôi sẽ đánh đổ hết nhá các bạn nhé. Để giành được 500k của Vinh nhá các bạn nhé. Thì các bạn ạ, clip ngày hôm nay tôi mới nói thật với các bạn là từ năm lớp 1 đến hết năm cấp 2 là tôi đi thi huyện này, thi tỉnh này, thi xã này, thi làng về môn cầu lông. Đấy, thì bây giờ tôi tin là ngày hôm nay có những cái bước đơn giản cơ bản như này tôi sẽ là người vô địch. Các bạn ơi, thì tôi thử thách thì tôi vẫn phải được chơi nhé các bạn nhé. Tôi chơi để tôi giữ lại 500k của tôi. Thì một người đánh, một người xét lên để đập nhé các bạn nhé. Không đánh cầm lên kia thì nó khó. Rồi các bạn ơi, thằng phòng sẽ đánh đầu tiên nhá. Và tôi sẽ lêu ra một phòng. Rồi. Được chưa? Để quả nào lêu đẹp thì tính, lêu xấu quá chúng tôi sẽ chơi lại nhé các bạn nhá. Ok, đúng rồi. Đập đi. Ui. Một không được. Đấy, anh đã bảo rồi, không dễ đâu. Đúng thật. Thà mình tự người xét hơn. Tung lên đập hơn. Rồi. Rồi. Và thứ hai của phòng. Ui. Mấy con lượt đây. Xem đi nữa được mà. Và thứ ba nào. Em ơi, thế em mục tiêu của em là đủ bao nhiêu quả mà hai trái thì vẫn chưa đủ quả nào? Em thả đấy anh. Em thả. Thả đấy. Rồi em thả tiếp đi nào. Thả tiếp rồi. Đi. Rồi. Ui giời ơi. Tại nhằm đầu Vinh cơ mà. Thôi bảo đừng nhằm một người. Ôi, là cuối cùng. Lần cuối cùng à. Quá là đẹp. Ui dồi. Thế là phòng chỉ đổ được 5 cái thôi. Các bạn ơi, tôi không có năng khiếu nên tôi chỉ đổ được 5 quả thôi, 5 cái cốc thôi các bạn ạ. Chắc là tôi bẹt. Bây giờ đến lượt tôi đánh thứ hai nha các bạn nhá. Anh cô ra lêu cho em nhá. 5 cái của phòng quá là ít luôn các bạn ạ. 5 lần mà 5 cái là tức mỗi lần được có một cái. Thế thằng phòng tôi không tính tiền rồi các bạn. Các bạn ơi, đến lượt tôi nhá. Tôi nhằm vào mặt cái thằng lêu ấy các bạn, thằng côn ấy. Tôi mút đầu nó luôn. 20 cái các bạn, ít thôi. 20 cái mà tôi yếu. Ít thôi. Nhẹ nhẹ. Mục tiêu 20 cái là đổ hết cái này là anh phải xếp lại cho mày đánh à? Đúng rồi. Ờ, ok là cái đầu tiên của Hiếu nè. Rồi. Ui giời ơi. Hiếu ơi, mày cứ đánh sạt thế Hiếu. 20 cái của Hiếu đấy. Đánh như đấy là đổ hết. Đầu tiên đã trượt nhá. Rồi. Quả thứ hai đây. Ui giời. Quả này lứa này, lứa này các bạn, quả này tôi đánh lại các bạn ơi. Đánh như thế nó độ khó chứ. Các bạn ơi, rồi khả năng này không bằng thằng phòng chứ ở đấy mà 20 cái à. Các bạn ơi, hai quả đầu tôi không được quả nào chứ. Quả thứ ba tôi sẽ cố gắng chiến thắng để ăn giải thưởng 500 mấy khi Vinh treo giải thưởng to quá các bạn. Chưa? Yeah. Rồi. Đẹp không? Ui giời ơi. Chết cố. Mất công giật mày. Các bạn ơi, quả thứ ba vẫn chưa đủ quả nào các bạn ạ. Em ơi, em phải rút kinh nghiệm vừa thằng phòng đánh. Đánh mạnh không chuẩn đâu, cái cốc này nó nhựa nó rất nhẹ, em hiểu không? Em chỉ chạm là nó đổ rồi. Đúng rồi. Mấy cái thằng này tôi có chúng nó rồi, đi đâu. Rồi. Và thứ tư này. Này. Ui giời. Các bạn ơi, có bằng phần thằng phòng rồi các bạn ạ. Hỏng rồi. Vét đi. Rồi, là thứ năm này. Thứ năm. Thế mà không đánh được thì thôi. Ui giời. Các bạn ơi, Hiếu không đổ cái nào luôn. Các bạn ơi. Tôi đúng tổ tè thật, đúng Hiếu tổ tè đúng không các bạn? Chán quá. Các bạn thôi các bạn. Khả năng Hiếu mai tôi giao nhiệm vụ tấu hài sao mà ông không đổ được cái nào? Tôi có giao nhiệm vụ tấu hài đâu. Tôi giao nhiệm vụ cho ông đủ mà, cho nó đẹp mà. Rồi, giờ đến thằng Vinh đi, xem thằng Vinh có tấu hài hơn thằng Hiếu không nhá. Các bạn ơi. Tôi tưởng tôi đổ 55 quả đã là ít lắm rồi mà Hiếu không được quả nào các bạn ạ. Tổ tè lắm. 5 quả của tôi các bạn nhá. Tôi thì cũng không năng khiếu lắm đâu mà cái tháp nó nhiều kia mà chẳng lẽ không đổ cái nào nhỉ các bạn nhỉ? Hơi phí. Rồi. Chưa? Rồi. Hơi phí. Đã định quật vọt. Định quật vọt của em. Ê. Quả nó xấu nào ấy các bạn. Hơi xấu à? Xấu cho lại nhá. Nè, cho lại nè. Rồi, thôi tôi đánh lại quả đấy hơi xấu nào các bạn. Rồi. Đầu tiên là Vinh. Rồi. Ui. Các bạn, đợt thứ hai của tôi nhá. Ê.
Lần thứ hai được bao nhiêu cái? 1, 2, 3, 4 Rồi 9 là 6 cái. Yeah. Các bạn, tôi được bao nhiêu? 6 cái. Các bạn 6 cái nè, khả năng 6 cái, khả năng là tôi nhiều hơn phòng rồi các bạn. Đấy, đấy là ngôi lượt thứ hai các bạn nhá. 6 cái là nhiều hơn, chắc là nghĩ là phòng là 5 cái. Rồi. Rồi, lượt thứ ba của các bạn ơi. Ui, không bắt xuống được các bạn. Quả thứ 4 nữa các bạn nhá. Yeah. Rồi các bạn ơi, 10 cái. Vậy là 4 lần đánh của Vinh thì đã đổ được 10 cốc nhá. Thì 15 cốc ở hiện tại trên bàn vẫn còn 5 cốc, tức là Vinh đổ 10. Thì giờ sẽ là quả cuối cùng của Vinh thì nẻ nhá. Các bạn ơi, thì tôi hên thì sao ấy. Tôi 4 lượt thì đổ bao nhiêu nhỉ? 10 cái. 10 cái các bạn ạ. Tôi hên thật các bạn. Thôi tôi đánh nốt lượt cuối cùng của tôi nhá. Ui ui. Thôi các bạn, tôi được 10 cái là khả năng là chiến thắng cao các bạn. Không biết anh Côn bất ngọt thì như nào thì tôi không biết. Tôi khả năng tôi kèo này tôi chiến thắng 10 cái qua 5 lần đập khá là cao đấy. Thì hy vọng hôm nay tôi gặp một chút may mắn để tôi vượt quá 10 quả bóng của Đồng Vinh nhá các bạn nhá. Các bạn, tôi chưa đánh các bạn bình luận nào, các bạn bình luận thật à. Liệu tôi phá kỷ lục của Vinh là 10 cái không? À, lên! Hai quả đầu tiên của anh Côn nhá. Lên! Lên đây! Ui, các bạn ơi! 1 không vào! Xin xịt luôn! 1 không vào, quả thứ hai của anh Côn nhá. Rồi các bạn ơi, các bạn không cần đánh trúng nhiều nhá. Các bạn thì chỉ cần đánh vào cái ô giữa, cái ô cuối cùng là 5 ô kia thì cả cái tháp nó sụp hết. Các bạn hiểu không? Cái chân nó đi là cái đầu nó đi hết luôn. Đúng rồi. Và thứ hai. Quả là hai con à. Quả là hai con à. Hai ạ. Ôi. Mấy chục cái? 1, 2, còn 5 cái rồi. 10 cái đã đủ các bạn ơi. Cái cốc kia nó đổ xuống rồi nhưng mà nó lại úp, thế là vẫn tính còn 5 cái ở trên bàn kìa. Đáng là đổ 11 cái đấy. Đồng 2 cái đấy nữa, đấy 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 đấy. Đấy. Ok. Nào. Chạy là khó đấy. Các bạn thấy nó đẳng cấp không? Qua 2 lần chơi thì đã bằng Vinh gì thì 3 lần nữa của tôi thì khả năng tôi vượt Vinh rất là cao. Còn mấy cái đại khó vậy. Còn anh Côn nhá. Này. Ui dồi ôi. Anh mà ghim xuống. Rồi anh Côn ạ, quả thứ tư. 5 quả cuối cùng này, 5 còn 5 cái hơi khó, anh Côn phải tập trung vào mới thắng được Vinh, không chỉ ngang Vinh, tổn tài ngang Vinh thôi. Nào, quả thứ anh Côn ạ. Các bạn ạ, cơ hội cuối cùng của tôi là vượt qua Vinh nhá. Cơ hội cuối cùng của tôi là vượt qua Vinh. Rất là khó luôn. Quả cuối cùng anh Côn nhá. Ui mẹ kia. Ui, rất dục mà. Rồi các bạn ạ, hôm nay không giỏi hơn Vinh rồi, chỉ ngang với Vinh thôi nhá. Thì qua 4 lượt chơi thì tôi với Vinh đang dẫn đầu là mỗi người đổ 10 cốc. Thì bây giờ sẽ là người cuối cùng, chùm cuối là bác Ngọt. Các bạn bình luận bác Ngọt liệu có đổ 10 cái không? Mắc bác Ngọt cận chắc là không đến 10 cái đâu các bạn ạ. Đến lượt tôi khả năng tôi chỉ chấp mọi người, tôi chỉ đánh 3 quả thôi. Đổ hết kia luôn. Người dẫn đầu đang là 10 quả đúng không? Rồi. Bây giờ tôi sẽ hạ luôn ạ. Cháu Minh Quân đang bằng nhau đấy bác Ngọt ạ. Quả đầu tiên đấy. Ừ. Các bạn ơi, rất nhẹ nhàng đó. Bao nhiêu đổ bao nhiêu, sáu cái rồi. Thôi, các bạn như vậy là quả đầu tiên nó đủ 6 cái, thế này thì làm gì phải đánh nhiều. Rồi. Không phải đánh mạnh. Rồi, lần thứ hai. Ui. Hai không vào. Tại sao? Nhà hai nhẹ nhàng hơn. Đấy, đổ hết. Wow. 9 cái rồi các bạn, 9 cái rồi nhá. Ba quả là 9 cái rồi. Không vào. 4 quả rồi các bạn ơi. 4 quả rồi. Ừ, 4 quả rồi. Cơ hội cuối cùng. Một là bác Ngoạt thắng. Bác Ngoạt chỉ cần chạm vào một cái, tức là nó phải đủ 2 cái là bác Ngoạt thắng phải không? Nếu bác chạm là thắng, nếu không chạm là bác thua là. Rồi, còn cuối cùng nhá. Cơ hội chiến thắng của bác Ngoạt rất nhiều các bạn. Chỉ cần chạm cái là đủ. Đây. Ô.
Thế là mình lại thua. Thua. Ê. Ê. Chúng nhiều nhưng không đổ nhiều. Thế là bác ngoạt được 9 cái à? 9 cái. Tôi tưởng tôi tồi tệ nhất mà vẫn còn thằng ngu hơn tôi các bạn ạ. Thằng nốt ruồi ngu hơn tôi. Ruồi ngu hơn tôi. Qua các lần chơi thì tôi mới vinh mỗi người đều rớt 10 cái cầu nhá. Thì bây giờ chúng tôi sẽ chơi hiệp phụ, mỗi lần mỗi người có 3 lượt đánh. Đúng rồi. Ai mà rơi nhiều sẽ là người vô địch nhá. Một là Vinh mất 500k cho tôi, hai là Vinh giữ lại được 500k. Các bạn, cơ hội là 50-50 nhá các bạn nhá. Các bạn ơi, thì đánh được 3 quả này thì nếu mà xấu quá là không tính nhá. Quả phải đẹp thì mới tính, không xấu quá là phải đánh lại các bạn, không 3 quả nhanh lắm. Rồi các bạn ơi, tôi phải khởi động trước để cho nó dẻo tay dẻo chân để cho đủ được nhiều cầu nhá. Rồi, anh bảo cố gắng. Mà là làm gì phải khởi động các bạn ơi, thi đấu với ai thì khởi động, với thi đấu với thằng Vinh thì khởi động làm gì các bạn hiểu không? Kết quả tôi nhá. Ôi ôi, do người hêu các bạn. Hết gì là hết, các bạn còn được có 5 cái 6 cái 6 cái 1 cái là gì ở kia nữa. Ê, cái này anh có người chán rồi. Quá đẳng cấp luôn các bạn ơi. Thì giờ sẽ đến quả thứ hai của tôi nhá. Quả thứ hai tôi cho bà cái lăng kia là hết luôn. Rồi. Quả thứ hai nhá. Ok. Ui, đổ đi. Quả đi. Đấy chúng thì đổ hết đấy các bạn. Thứ ba đi. Vậy là hai lần thì không đổ hết rồi, lần thứ ba. Quả thứ bốn nhá. Ui, ui đổ đi các bạn ơi. Cần gạo đây. Nhưng mà thế là đủ thắng rồi các bạn ạ. Vậy là qua 3 lần ném của tôi, 3 lần đánh của tôi thì trên bàn là 1, 2, 3 là 6. Tức là tôi đủ 9 cái cốc nhá. Thì bây giờ sẽ đến 3 lượt đánh của Vinh. Vinh mà đủ 10 cốc là thắng. Nếu mà đủ dưới 8 cốc là thua. Rồi, ok. Quả đầu tiên nhá. Này. Quả thứ 2 nhá. Quả nào không? Rồi, rồi. Rồi, rồi. Được bao cái? 2, 5 cái. 1, 2, 3, 4, 5 rồi. Đến trên đây là biết là 15 trừ đi. Đây còn 10, còn 5 cái. Rồi, các bạn, tôi được 5 cái, lượt thứ 2 nhé các bạn. Rồi các bạn ơi, nếu lượt thứ 3 này thì Vinh chỉ cần trúng cái là đủ nhiều là thứ 8 luôn rồi. Thì tôi sẽ cố gắng lần thứ 3 này là đổ đủ hết gần một nửa kia là chiến thắng các bạn. Rồi, cuối cùng thôi nhá. Lại có tính không đây? Vẫn thua em đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 em ơi, vẫn thua. 8. Thế tôi thiếu một cái nữa nào và cái con này đánh tiên của tôi nào. Đúng rồi, em ơi, một cái nữa thì bằng. Đấy à? Vậy là Vinh vẫn mất 500 với tôi nhá. Tôi đã bảo rồi, mọi người mà chơi các môn thể thao thì trừ khi tôi thả thì mọi người sẽ thắng được nhá. Rồi em ơi, thì đây, 500k của anh ơi. Đây, ngoan đấy. Ngoan đấy. Các bạn nào mà thấy video này thú vị mà hay thì hãy cho tôi một like và chia sẻ với các bạn. Và ủng hộ kênh tôi. Bye bye các bạn, xin chào.